Đấy mình nghe. Mình sẽ test đĩa nhạc Việt sao? Đây là mâm thanh của đua model là 1007 ha. Độ stop thì chúng ta sẽ cần bấm như này, mâm thanh tự động luôn, đưa về. Chúng ta sẽ bấm lại. Để sau người gánh chính là con con. Ở ra cho nên nghe thấy được cái con cối nó quay chứ. Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì em mới có thời gian làm cái con tủ đài này. Tại vì kích thước của em này nó quá lớn. Với lại thời gian vừa rồi em không có thời gian. Đấy, anh em xem ha. Xuất sắc chưa? Về cái thiết kế nè. Gỗ nè. Em này rất là dài ha. Phải nói là đây là một trong những chiếc máy tủ đài mà hiện tại là to nhất mà LB Audio sở hữu. Em sẽ cho anh em xem về cái nội thất bên trong của nó như thế nào. Rồi, bây giờ cái con này thì nó là thuộc dạng cửa lù, mà cửa lù ba mảnh ha. Anh em thấy không? Về cái phần này, ngay chỗ này nó sẽ là một miếng giữa, rồi sau đó chúng ta sẽ đẩy vào nó như thế này. Đấy, thì bên đây sẽ là cái phần mà của radio, toàn bộ tất cả cái phím bấm cho đến cái phần gỗ ở phía trên như này nè, rất là đẹp luôn. Và có một cái chữ Sapa nằm ở phía dưới. Ngoài ra thì ở dưới này cũng có thể kéo ra nữa. Rồi, và phía bên phải này sẽ là cái phần băng cối ha. Đây là băng cối Reebok. Ở phần phía trên này thì nó sẽ là cái phần mâm thang. Mở ra như này. Mở lên như này, ok. Thì đây sẽ là phần mâm thang. Tiếng nhạc nền vừa rồi là do thằng này phát ra nha. Em này sử dụng 6 loa. Anh em có thể dễ dàng thấy ba cái lỗ tròn nằm ở hai bên hông ha, bên phía kia nữa. Thương hiệu Sapa thì quá tuyệt vời rồi. Đấy. Rất là đẹp. Thôi bây giờ thì em sẽ test cái khả năng chơi âm thanh cho anh em nghe. Mình sẽ test đĩa nhạc Việt sao? Đây là mâm thanh của đua mà model là 1007 ha. Độ stop thì chúng ta sẽ cần bấm như này, mâm thanh tự động luôn, đưa về. Rồi sau đó bây giờ em sẽ test luôn cái phần cối. Volume lại tí. Rồi chúng ta sẽ đẩy qua phần cối này. Chúng ta sẽ bấm lại. Để sau người gánh chính là con em.
anh sẽ mở rộng cửa ra luôn ha, sẽ bít luôn cái phần amply bên phía kia để anh em có thể dễ dàng thấy được cái phần băng cối nó quay. Nè, tay cầm nè, gỗ nè, bóng lưỡng, xoay gương được luôn. Ở phía dưới đây cũng vậy, phần cổ của nó đó. Còn mặt bên trong amply thì cực đẹp luôn. Bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui, tôi làm thân khách đến chúc phúc. Đây là ngăn kéo ha, bên đây cũng sẽ có một cái ngăn kéo luôn. À, quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng. Đây là phần bằng cối của nó ha. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nét ngoài sân. Nàng đang với anh, em giờ đây đã quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người buồn chọn đến kiếp sau. Rồi test luôn cái phần radio luôn đi cho nó đủ bộ. Anh em thấy cái mắt đèn mắt sóng của nó vẫn còn tốt ha. UKW nó sẽ là FM. Mắt anh kiếm tìm, tay anh lắng nghe, môi anh gọi. Đây là âm thanh chế độ âm thanh. Thưa quý vị, như chuyên gia chia sẻ, Kissup là sản phẩm hỗ trợ cải thiện sinh lý nam. Thành phần từ thảo dược thiên nhiên đã được Sở Y tế Hà Nội kiểm nghiệm và chứng nhận không chứa thành phần tân dược. Với các thuốc điều trị bệnh nền khác. Thấy rất là đẹp. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.